Mẹ làm gì vậy mẹ? Xin chào mọi người nha, chào mọi người đến với cuộc thi hoa hậu thế giới này, mọi người cùng thi hoa hậu cuối cùng, cuộc thi vòng năm đây. Đó là người mẫu là vẫn là cô Kiều Sung Sung đây này mọi người. Trong cuộc thi này là sẽ thi ba nước, đó là đất nước Thái Lan và đất nước Nhật Bản và sau đó là đất nước đến từ đất nước cô hậu đến từ đất nước Việt Nam nha mọi người. À, đó bây giờ mày giới thiệu cho khán giả xem thử từng bộ đồ đi. Đó, trước tiên cô hoa hậu đến từ đất nước Nhật Bản này mọi người. Nhật Bản? Đâu Nhật Bản chưa thấy gì hết mà. Đến là cô hoa hậu đến từ đất nước Thái Lan nha này mọi người. Thái Lan nha mọi người. Sau đó là cô hoa hậu đến từ đất nước quê hương xứ sở của mình, đó là cô hoa hậu Việt Nam. Việt Nam. Xô đâu, cần xô đâu? Đây, mọi người ơi, cô hoa hậu đang ngồi sẵn sàng để đi thi đấu nào để chọn ra một cô hoa hậu nào mà đẹp nhất thế giới đó, để chọn lên là người đẹp nhất thế giới đó. Mọi người hãy bình chọn cho thăm kỹ, thăm rõ nha. Đó, anh em có thể thấy được là chưa đi thi nhưng mà đã có một cái vương miện này anh em à. Đó. Vương miện này là do nhà tài trợ mẹ là kênh gì? Kênh Thương Đồ Vlog. Ok. Đây là cho mình thiết kế cho xong hết và cuộc hiện nay mình treo cho cô hoa hậu này trước để lấy tinh thần. Đó. Để đi thi đó mọi người. Đó, anh em có thể thấy được là ba bộ đồ đây, để mình sẽ quay cho anh em xem kỹ luôn. Rất là đẹp luôn nha anh em. Từng bộ đồ là thể hiện lên rất là đẹp luôn. Thể hiện từng mỗi nước đó mọi người. Mọi người hãy chọn cho thật kỹ để chọn ra một cô hoa hậu đẹp nhất này, đẹp thế giới. Đấy nha mọi người ơi. Đó thì ok, để bây giờ mình cùng với Su và mẹ sẽ lên từng bộ đồ để cho mọi người xem được những cái bước cắt quốc, những cái bước siêu phẩm của Su nha mọi người. Đó, mọi người hãy chờ đón Su nha. Tên 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 nha. Hậu trường đây mọi người ơi, hậu trường đây. Hậu trường sẽ thay trang phục cho cô hoa hậu đầu tiên, hoa hậu Nhật Bản đây mọi người ơi. Đó, cho mọi người có thấy cô hoa hậu Nhật Bản này xinh không ạ? À? Su xí soạn ngày hôm nay sẽ biến thành cô hoa hậu Nhật Bản đầu tiên nha mọi người. Đó, để mình quay một vòng cho mọi người xem được là cái bộ đồ mẹ mình thiết kế cho Su này. Đó, mọi người có thể thấy không? Ở đây nó có một cái bông rất là đẹp, rất là to luôn này. Trời ơi, sao Su mang bộ đồ đây đẹp dữ vậy ta? Đây, đứa đây mẹ, mẹ thay trang phục cho con là cô hoa hậu Nhật Bản này sẽ đi ra đi biểu diễn những bước cắt quốc thật đẹp nha con. Hả mẹ? Mẹ những cô hoa hậu kia nha, con đang sống những cái cô hoa hậu kia đọc vương miện mất đó. Đọc giải mất đó. Giải mất đó. Mẹ mặc xong rồi mẹ xay một vòng để cho mọi người có thể thấy được cái nét đẹp của cái bộ đồ Hàn Quốc này nha mẹ. Nhật Bản thôi. À, bộ đồ Nhật Bản này nha mọi người nha mẹ. Anh em ơi, mình cứ nhầm hoài à. Xay nói cho thật kỹ nha, cho nói mà không đúng là chọn nhầm cô hoa hậu đó. Su nói là cô hoa hậu Hàn Quốc chứ, Hàn Quốc đi thi rồi. Bây giờ cô Nhật Bản mới đi thi chứ. Anh em thấy mẹ mình không? Đó, người phụ nữ tài năng đó anh em à. Có thể thiết kế ra bất kỳ một bộ đồ nào mà Su thích. Đây, đứng im đây, để mẹ coi thử nha. Con nha, đứng im đá, mẹ coi thử để mẹ ái trang phục vô cho. Để cho hai bà con đắm. Anh em có biết không? Là do cái bộ đồ này nè. Đó, sau khi mặc lên còn phải chỉnh. Nó có rất nhiều chi tiết cầu kỳ. Nên đâm ra là phải chuẩn bị rất là lâu luôn. Mà chua da đẹp dữ ta, sao Su mặt lên đẹp dữ vậy? Có cái mọi người ơi, mọi người hãy chiêm ngưỡng cô hoa hậu đến từ đất nước Nhật Bản đây mọi người. À, đẹp ghê chưa? Bị kéo ở dưới của em xuống kìa. Mà kéo xuống đi. Lộ hàng rồi. Đẹp dữ ta. Đó thì ok anh em nha, để bây giờ mình sẽ cho Su đi những cái bước cắt quốc của cô hoa hậu Nhật Bản này nha.
Xin chào mọi người đến với cô Hoa Hậu thứ nhất, cô Hoa Hậu Nhật Bản đến từ xứ sở hoa anh đào đây mọi người. Sao bây giờ đi Hậu là đi ăn chè, để quên đi ăn kem. Đi ăn kem nhiều không? Đi thi Hoa Hậu mà thấy chú bán kem kia coi như đứng chờ. Đứng lại. Xíu nữa. Đi Hậu đây xíu nữa anh sẽ dẫn cô tới ăn kem dừa, kem Thái Lan của anh này luôn. Đó, được chưa? Đây, xin chào mọi người đến tới với cô Hoa Hậu Nhật Bản. Driving round with my baby, top drops and raindrops. Motion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah, I got love blind, and boy, yeah, I got my heart out and it's covered in gold. Like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's been gold. Moments later. Đó, tiếp tục nha mọi người. Đó, mẹ mình đang mang cái băng rôn lên cho Su này. À, mang băng rôn lên cho Su bị lộn mắt. Mọi người có thấy đấy không? Đây là kim cương thiệt đó nha mọi người. Đó, Su. Cô Hậu đây bị giàu luôn đó. Trời cha, đẹp dữ ta. Đây, để mẹ đang chuẩn bị. Mẹ sao mẹ? Mẹ cho con hỏi thay lời muốn hỏi của mọi người đi mẹ, tại sao cái chữ thế giới đây nè lại được viết lại được viết mà không phải là in ta? Cái đây là do là mình tự thiết kế cho Su luôn. Mọi người có thấy không? Những cái cuộc thi đây là cuộc thi gọi là do kênh Mundo tổ chức luôn đó mọi người. Nên là được mẹ mình thiết kế hết từ đầu đến cuối luôn. Rồi, xong rồi đây, để cho mọi người chiêm ngưỡng cô Hoa Hậu đến từ đất nước Thái Lan, đất nước chùa vàng đấy mọi người ơi. Đâu rồi, đâu, mẹ cho Su đứng lên rồi, đẹp không? Đây. Cô gái Thái Lan xin chào mọi người ạ. Trời ơi, đẹp dữ ta, đâu, để con quay một vòng đi cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Trời ơi, che sao đẹp dữ gái. Trời ơi, anh em có thể thấy cái bộ đồ nè, từ chân lên nè. Đó, đẹp ghê chưa? Trời ơi, dài tới ai không cân chứ. Đến nỗi mà mình nha, mình đây mà mình nhìn thấy Su mình còn thấy cân nữa chứ đừng có nói là anh em. Rồi, chuẩn bị Su ra, Su sẽ đi thi những bước cắt bớt nha, mọi người hãy chờ Su nha. Ok anh em nha, cái cuộc thi Hoa Hậu ao làng này do kênh Mundo tổ chức nên đâm ra là không được tỉ mỉ cho lắm. Đây mọi người ơi, mình sẽ đem băng rôn cho Su để không bỏ lộ với cô Hoa Hậu đó. À. Đây mọi người ơi, xin mời mọi người chào đón đến cô Hoa Hậu đến từ đất nước Thái Lan nha mọi người ơi. À, chào nha. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this.
Đây mọi người ơi, biết đây là mẹ mình là đang đưa Su đi xuống một cái địa điểm mới đó, để lên cái bộ đồ hoa hậu ở Việt Nam nha mọi người. Mình đang tìm một cái chỗ để đẹp nhất để cô hoa hậu Việt Nam thể hiện những bức cáp vớt để thi với hai cô hoa hậu kia đó. Do hai cô hoa hậu đến từ Thái Lan với lại Nhật Bản, đẹp quá. Đẹp quá rồi hả? Nên cô hoa hậu Việt Nam của mình hơi lép một tí. Nên mình phải chọn cái địa điểm nào mà thật xinh, thật lung linh lên để cho Su có động lực đi thi để vượt qua hai cô hoa hậu kia nha mọi người. Đó thì nói chung là hơi thiên vị cô hoa hậu Việt Nam một xíu. Nhưng mà mày xem mày ẵm cái cô hoa hậu Ấn Thái Lan này đi dữ vậy. có khi nào là mẹ đã chấm cho cái cô hoa hậu này rồi không? Nói chung là trong cuộc thi hoa hậu này mình nhìn thấy hai cô hoa hậu Thái Lan và Nhật Bản, cô nào cũng đẹp hết. Nhưng mà bây giờ thành thử là mình đang lo cho cô hoa hậu Việt Nam đây, là do cô hoa hậu này đang thấy sợ sao á. À đó, nên mình bế đi để cho lấy cái động lực. Rồi ok, thì bây giờ là đến công đoạn lên đồ cho cô hậu Việt Nam nha anh em. A few moments later. Ok, thì tiếp tục là cái hậu trường thay đồ của cô hậu Việt Nam nha mọi người. Thì cô hậu Việt Nam đang là được ưu tiên tới như một cái bãi hoa rất là đẹp luôn này. À, Việt Nam thì là chiếc áo dài nha mọi người. Trời ơi mọi người ơi, đến cuộc thi hoa hậu thứ ba là cô Việt Nam của mình lại trời đổ mưa. À, mọi người thấy không, trời sung sung vậy đó. Trời đang đổ mưa rồi kìa. Đó thì mẹ mình nói chung là cũng đang tranh thủ để lên cái bộ đồ cuối cùng đó, để hoàn thành cái cuộc thi hoa hậu này. Đây nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy được là cô hậu Việt Nam đây là với cái bộ trang phục áo dài đỏ này. Đó, đến với cuộc thi này là Su có Su có muốn nói gì không? Xin chào mọi người ơi, hãy đón cô hoa hậu đến từ đất nước Việt Nam. À, Việt Nam nha mọi người. Đó thì cô hậu Việt Nam đây nói chung là được mẹ ưu tiên hơn. Đó. Trời ơi mẹ, anh em mọi người có thể thấy được là chiếc áo dài này nha mọi người. Đó rất là đẹp luôn. Đó, cái màu đỏ là một cái màu rất là thiêng liêng. Trời ơi đẹp dữ ta. Đây là cô hoa hậu này là mang những tà áo dài của đất nước Việt Nam để thể hiện cho thế giới xem là truyền thống của Việt Nam đẹp như thế nào. Đây nè mọi người nha, để bắt đầu mình chọn. Đây. Rồi ok thì bây giờ đi luôn nha mọi người. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah, I got my love blind. And ooh, yeah, I got my heart out, and it's covered. A few moments later. Mọi người ơi, mình cài cho Su một cái bông hoa để cho Su có động lực để đi thi nha mọi người. Rồi con đi đâu đây con? Chào cha, cô gái ở Việt Nam đây này. Cô gái Việt Nam đây là được ưu tiên nhiều lắm nha. Đi thêm những cái luống hoa này cho con. Rồi, dễ thương quá mọi người ơi, nhanh lên. Lên đi ra đây. Đi. Trời ơi, còn ngóng chuyện này chứ. Cái hoa hậu này nhiều chuyện quá. Giỏi, trời ơi, sao Su giỏi quá vậy? Nhìn Su xinh không? Rồi đi đâu với mẹ. Đi một vòng cánh quốc nữa cho khán giả chiêm ngưỡng nè. Giỏi. Rồi, giỏi, đi theo vô. Lên đi con, xuống đây, gần tới cuộc thi rồi. Đó rồi, bây giờ cuộc thi gần kết thúc rồi anh em à. Đó, đi. Đây nè mọi người ơi, đây là quảng trường Đại Đoàn Kết Võ Chi Lai đây mọi người. Xuống đây đang đi thi giờ đây.
dễ thương chưa? Xuống này nè, đi xuống này, đi giỏi. Trời ơi, đẹp gái dữ ta. Vừa mà đẹp gái mà vừa đẹp nết nữa, mặt cái gì cũng đẹp hết anh em à. Sâu. Đi đi con, đi thi đi, mình nhiều chuyện quá. Rồi, đi đi lên đây. Đi qua đây rồi mình sẽ kết thúc với cái video luôn nè. Đó, thì ok mọi người nha. Đó thì hôm nay là xin giới thiệu tới tất cả mọi người cái cuộc thi hoa hậu thế giới giữa ba cô, đó là gì ta? Việt Nam, Ấn Độ và Hàn Quốc luôn mẹ. Nhật Bản, Hàn Quốc. Cô hoa hậu Việt Nam và cô hoa hậu Thái Lan và Nhật Bản. Đó thì ok anh em. Đó thì anh em hãy lựa chọn cho thật chuẩn nha. Đó để mình trao giải cho một cái cô hậu xuất sắc nhất. Đó. Được rồi. Đó thì clip ngày hôm nay đến đây là hết. Đó thì hẹn mọi người ở những cái clip tiếp theo. Đó, mọi người mà xem clip của mình mà thấy hay á thì nhớ nhấn like, đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ kênh Dulo Vlog ngày càng phát triển nha anh em. Đó thì bye bye.